Chương trình văn hóa và niềm tin. Những ca khúc và lời trình bày trong chương trình này nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Xin mời quý vị lắng nghe để biết và vui hưởng sự sống vĩnh phúc ngay ngày hôm nay. Đây là tạm dung, có nghĩa là tạm thời, nó chưa phải là vĩnh viễn. Le thème de notre de ce soir c'est provisoire, c'est une étape, ce n'est pas le terminus, ce n'est pas la destination finale. Dung á, tức là dung hợp, dung hòa, dung túng, được chấp nhận trong một cái thời gian. Dung c'est un mot qui veut dire une façon pour harmoniser un peu les choses, ça peut apporter la paix, tout ça en harmonie. Và trong cái thời gian chúng ta ở trong cái địa điểm đó để được dung túng, dung hợp, dung hòa đó thì cần có cái sự bao dung. Voilà, et afin d'avoir tout ça en harmonie, nous avons besoin vraiment d'une protection, je pense. Tác giả của một cái bài hát viết vào những năm người tị nạn ta đến Hoa Kỳ đó, thì ông viết như thế: ta đi trên đường tạm dung vùng Cali quanh năm nắng ấm, mà lòng người lưu vong vẫn thấy lạnh lùng. Sẽ nhận nhìn đất nước bao dung này, cái đất nước bao dung này cũng đẹp từ chốn cũ quê hương. Voilà, je marche vraiment provisoirement sur ce chemin en Californie. Il y a un peu de soleil, un peu de chaleur, voilà. Mais dans mon cœur, c'est quand même froid, parce que quand je vois que toute cette terre est immense et bien, ce n'est pas aussi joli que mon pays. Một tác giả khác viết một cái ca khúc đặt tên là Ở Trọ. Ở Trọ, ça veut dire, voilà, j'habite là quelque part temporairement. Sinh viên xa nhà thì sẽ ở một cái địa chỉ nào đó cách xa nhà của mình với mục đích là để đi học. Les étudiants qui sont loin de chez eux, bien ils ont un petit code provisoirement pour étudier. Cái người ở trọ ở đầu là người sống trong cái quy chế tạm dung. Voilà, ce sont des gens qui habitent dans un endroit temporairement. Nghe lại câu hát nghe. Con chim nó ở đậu trên cành tre. L'oiseau qui se pose sur une branche, c'est temporaire. Con cá nó ở trọ trong khe nước nguồn. Le poisson qui est dans l'eau. Nó có cái tự do của nó. Il a sa liberté. Từ cái cành tre nó muốn bay đi qua cành nào khác tùy nó. D'une branche à l'autre, il a sa liberté. Nhưng mà cái thời gian ở trên cành tre đó nó đang ở trọ. Mais voilà, le temps qu'il est sur cette branche. Con cá muốn bơi đi đâu thì bơi. Cái lúc mà người ta chụp được cái tấm hình nó đang ở trong cái khe nước nguồn này đó là lúc nó đang tạm dung. Voilà, le poisson la même chose. Provisoirement, dans cette eau. Về phần chúng ta, tôi đó thì đang ở trọ trần gian. La troisième phrase, c'est moi, je suis pèlerin sur cette terre. Rồi trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ông này không biết gì về Kinh Thánh hết. Ông bảo rằng sau cái thời gian ở trọ trăm năm ở trên cõi đời này đó, thì ông về một cái chốn xa xăm cuối trời, người này cần được hướng dẫn đến với Chúa. Cet auteur, il connaît pas Dieu, il dit, bah voilà, 100 ans sur cette terre, et puis je vais là où? Biểu cho ông cái địa chỉ Thi Thiên 90 câu 1, Thi Thiên 23 câu 6. Mình biết mà. Chúa đã cho mình một cái chuyến đi có một cái địa chỉ đến vĩnh viễn rõ ràng. Chúng ta cần phải rủ rê nữa. Kêu gọi tất cả người ta cùng đi với chuyến đi của chúng ta về nơi. Nous ne savons où nous allons et pour ça, nous devons le montrer à nos amis qui sont autour de. Môi-se đã có một câu trả lời rất là dứt khoát. Ông viết ở trong Thánh Vịnh Thi Thiên 90 câu 1 như thế này: Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Seigneur, d'une génération à une autre, tu es notre maison, tu es vraiment notre rocher. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Cái chữ từ đời này qua đời kia đó cho chúng ta thật sự có một cái khái niệm rõ ràng về một cái địa chỉ vĩnh viễn không thay đổi nữa. Le mot de génération en génération prouve que c'est une adresse permanente, une adresse qui va pas changer. Cái thế hệ sau của Môi-se là David. David nói là tôi sẽ ở cùng cái địa chỉ với ông Môi-se đó, tổ phụ của chúng tôi đó,
ở tại đâu? Ở tại nhà của Đức Sư Hồ Vàng. Voilà, et David, une autre génération, a la même adresse que Moïse. Dans psaume 23:6, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des. Xưa kia ở đậu miền xa, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Tất cả những chỗ chúng ta đi xa, đi gần, nó đều là ở trọ hết, ở trong cái khung cảnh bao la của chúng ta đang sống. Voilà, selon ce chant, qu'on soit d'ailleurs, qu'on soit d'ici, bien, nous sommes tous pèlerins sur cette terre. Chẳng những ở trên cành cây, chẳng những ở dưới nước, bây giờ lại nhìn tốt lên trời để thấy cái thầy mây kia ở đầu từng không. Voilà, même au niveau des nuages. Mưa nắng lại ở trọ bên trong mắt người. La pluie, le soleil, tout est passager. Nếu không nhìn xa được, hãy nhìn vào trong mắt người khác để thấy mưa, thấy nắng, thấy những cái tâm tình giống mình lắm. Voilà, si nous contemplons un peu cette nature, c'est un peu comme nous. Trăm năm ở đậu ngàn năm, 100 năm nó cũng là ở đậu, ở trọ nữa. Đêm tối thì ở trọ chung quanh nỗi buồn. Et la nuit qui arrive, on se retrouve face à notre solitude, notre tristesse. Sẽ giống mình quá ha. Ở đâu rồi cái nỗi buồn nó cũng quấn quýt, nó cũng len lén, nó đi vào lòng của chúng ta bất cứ ở cái chỗ nào. Où qu'on soit, si on est triste, ben on reste vraiment triste. Thứ hai là một vòng xin tôi như người bỗng lên đến giữa trời. Voilà, je suis comme seul. Lại cũng tạm bỡ, lại cũng buồn, lại cũng mang cái tâm trạng nó đi đâu cũng thế thôi. Éphémère, solitude, tristesse. Tôi thấy những người sống ở Pháp đây buồn giống như người ở California. Les Français qui vivent ici sont aussi tristes que les Californiens. Tôi đi từ Hà Long theo những chuyến đi của các miền trong quê hương chúng ta mãi đến tận miền Cửu Long. Tôi thấy họ buồn đều giống nhau hết. Durant tous mes voyages, eh bien, je vois que la tristesse des gens ne change pas selon le pays. Những mảnh vỡ của cuộc tình, của mảnh tình, của mảnh đời giống hệt như nhau, cho dù nó có những cạnh, những sắc bén khác nhau. Les morceaux de vie brisés se ressemblent les uns les autres. Vì chúng ta đang sống ở trong một cõi tạm, thưa quý vị. Parce que nous vivons vraiment d'une façon éphémère. Nhưng mà thương cho cái chữ lên đêm giữa đời này, lên đêm giữa đời. Tout seul sur cette vie. Thêm một chữ nữa, tha phương cầu thực. Thêm nữa, ăn nhờ ở đợ. Vì cái ý thức đi và về đó, đó nó chưa có định đoạt cho đến khi họ biết họ đang đi đâu. Có một số người lên máy bay và nói với nhau rằng tôi đi Việt Nam nhưng không phải về Việt Nam nữa. On dit ben je vais au Vietnam mais on dit pas je retourne. Vì cái gia đình, những cái thân quen, những đời sống chúng ta nó đã ăn sâu vào trong cái phần đất này và chúng ta đã nhận nơi này là quê hương. Parce que notre vie, notre famille, notre travail, tout se trouve ici en Belgique ou en France. Nghe đau lòng cho một người yêu nước phải nói lên điều đó. Et c'est vrai, ça fait mal au cœur de dire des choses comme ça. Nếu quý vị trở về với quê hương chúng ta hôm nay, người xưa cũng không còn, cảnh cũ cũng đã bị tàn phá cả rồi. Quand nous rentrons aujourd'hui dans notre pays, bien, ceux les gens que nous connaissons ne sont plus là, les paysages que nous avons connus ne sont plus les mêmes. Hôm nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe. Còn đây âm vang não nề, ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ. Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những đám đông, người chia tay nhau cuối đường, ngày đi đêm tới trăm tiếng hư không. Cần để ý đến chữ chia tay nhau cuối đường. Cet auteur, eh bien, il a fait un chant et dit voilà, il considère la vie c'est comme une voiture. Eh bien, ce soir, tu prends la voiture et tu rentres chez toi et tu vois d'autres voitures. Et alors, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de flou. Et ce soir, tu rentres et en fait, tu entends autour de toi tous les bruits mais qui sont en vain. Vì nó là những chuyến xe, chúng ta hình dung là những cái xe. Cái xe đầu đi tiên chúng ta đi có thể là cái xe stroller đẩy một em bé đi. Rồi từ cái xe đó, các bé lớn lên có thể đi cái xe đạp 3 bánh, rồi xe đạp 2 bánh, rồi đi cái mô tô, rồi đi cái xe sport, rồi lại đi cái xe của gia đình, rồi đông con 5-6 đứa như thế này là phải mua một cái minivan. Mua cái xe buýt luôn. Nous avons connu plusieurs voitures quand nous étions enfants. Ben, nous étions dans une poussette, puis nous avons eu un petit vélo à trois roues, puis en grandissant, nous avons eu notre première moto, notre première voiture. Puis maintenant, comme nous avons beaucoup d'enfants, ben, il nous faut un minibus. Thế đời mình là những chuyến xe.
Notre vie c'est les voitures. Đấy với những người bạn đời chúng ta đang ngồi lên những cái xe lăn rồi. Et parfois c'est la voiture devient une chaise roulante. Rồi đến một lúc nào đó đã bước lên cái chuyến xe hoa kia thì cũng có một chuyến xe hoa khác sẽ đưa họ đi mà không cần ngồi phải nằm cả. Đời là những chuyến xe. Đời là những chuyến xe. Vì vậy chúng ta nhìn thấy ngay ở chỗ là người ta chia tay nhau cuối đường đó. Voilà, on se dit au revoir à la fin du chemin. Cuối đường nghĩa là hết đường. Ça veut dire c'est fini là. Hết lối. Il y a plus d'issue. Chiều thôi tới đó là không có đi đâu được nữa cả. On sait plus où aller. Trong tiếng Mỹ nó nói là dead end rồi. Cái chỗ c'est đó chỉ... la fin, la finale. Cái nghĩa đen là như thế mà nghĩa bóng nó cũng là như thế. Quý vị nghe những tư tưởng như thế này bị tạm dung. Bởi đời là cõi tạm á, thì nên sống thật với nhau. La vie est fugace, vaut mieux vivre vrai les uns avec les autres. Và nếu kiếp đời trôi mau đó, thì oán thù dừng lại. Et si la vie passe trop vite, eh bien arrêtons tous les haines. Bởi không có gì tồn tại cả, nên giận hờn bỏ qua đi. Parce qu'il y a rien qui dure, alors laisse tomber tous les conflits. Nếu lòng mình biết vị tha, thì nỗi sầu nó tan biến. Si nous savons pardonner, eh bien la tristesse disparaît. Bởi không có gì lưu luyến. Nên đừng ràng buộc thêm nữa. Rien ne nous retient, alors ne nous retenons pas à des choses éphémères. Nếu có ngày và đêm á, thì cái cảnh mê đó nó sẽ phải ngộ. S'il y a un jour, s'il y a une nuit, et bien aussi, nous devons sortir aussi de ce combat. Bởi mộng đời là dễ vỡ nên quý trọng hôm nay. La vie a beaucoup d'illusions, donc aimons le jour présent. Có nghĩa rằng nếu cuộc đời đó là tạm dung, nó là tạm bờ đó. Thì hãy có cái tâm tình bình thường giản dị, không phải sống cho qua ngày đâu. Voilà, si tout est éphémère et fugace, eh bien vivons d'une façon simple, à profiter le temps du présent. Nhưng mà sống giản dị có nghĩa rằng chơi dễ chịu cho mọi người cùng chơi với. Mais vivre simple, c'est être vraiment simple et abordable pour tous les gens. Nhưng mà đây cái câu này, cái câu có thể chúng ta hiểu và nhớ được. Nếu ai còn tha phương nghĩa còn on the road á, còn di chuyển đó, thì hãy nhớ về nguồn cội. Si on est encore en chemin, eh bien pensons à notre racine. Mà nếu còn khó tính á, không phải bình thường giản dị đó, mà có những tư tưởng cao xa quá đó, bởi ai còn nông nổi, tức là không có bình thường, không có giản dị, thì như nên nhớ lấy cái lời xưa như thế này. Mais ceux qui sont vraiment complexes, eh bien souvenons-nous des paroles d'ancêtres. Đó là cái cảnh của một người đi trong mưa. Nó là nếu ai còn đi trong mưa đó thì sẽ còn thấm cái đời gian khó. Qui marche dans la pluie, bien il va encore avoir beaucoup de difficultés. Rồi bất cắc bất hạnh những việc nó xảy ra thì bởi vì yêu trong giông gió đó thì sẽ hiểu được cái tình long đong là như thế nào. Et si dans notre amour nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés, on se rend compte vraiment du sens. Quý vị nghĩ sao về cái câu nói của một người quý vị gặp? Vậy ông ấy bảo rằng kéo ta về. Về cõi hư vô. Prends moi pour aller hư vô vers le néant, là où il y a rien. Cái chữ hư vô đó chính là chữ hư mất trong gian mục 3 câu 16. C'est le mot de la perdition dans Jean 3:16. Cái cõi hư mất đời đời, cái cõi trầm luân trong hỏa ngục, chính là cái hư vô đó. Voilà, ce mot désigne vraiment la fin, mais la fin négative. Lý do là vì không tin Chúa có thể Giê-xu. La raison c'est voilà, on n'a pas mis sa confiance en Jésus. Tôi có một lối thoát. Parce que j'ai une autre issue. Trong khi chúng ta bó tay tuyệt vọng thì Chúa có thể đã vạch một con đường cho chúng ta một lối đi để hưởng được sự sống đời đời. Pendant que nous sommes vraiment dans le désespoir, eh bien Dieu a frayé une route pour nous. Tôn giáo chỉ có hướng đạo chỉ đường. Nhưng chỉ có Chúa cứu thế mới phán ra đường đi. Ta là đường đi, chân lý và sự sống. La religion c'est comme des panneaux, ils indiquent la route. Mais il y a que Jésus qui a osé dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Quý vị đã thay đổi địa chỉ bao nhiêu lần trong cuộc đời của quý vị? Dans votre vie, vous avez changé combien de fois d'après? Nhớ lại từ cái thuở mình gọi là chôn nhau cắt rốn sinh ra tại cái địa chỉ ở cái căn nhà đó. Đến ngày hôm nay quý vị thay đổi địa chỉ bao nhiêu lần rồi? Voilà, depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, combien de fois avez-vous changé d'adresse? Beaucoup, hein? Bao nhiêu? Une vingtaine, là. Năm thôi à? Cinq? Oh, ça c'est mieux. Mười. Tôi tưởng tôi là ý thôi mà tôi nghe năm tôi giật mình. Và khó chuyện, khó tin nhưng có thật à.
Tôi thay đổi địa chỉ 10 lần. Moi j'ai changé d'adresse 10 fois. Tất cả 10 lần thay đổi đều đó đều là những cái trạm dừng chân cả. Voilà, les 10 fois où j'ai changé de ménager, ce sont les 10 étapes. À chaque fois, c'est toujours provisoire. Và trước khi đi đến cái trạm sau cùng đó, tôi là một khách lữ hành đang dừng chân tại những trạm dừng chân. Mais voilà, avant d'arriver à cette destination, eh bien, je suis un pèlerin et je fais des petits arrêts provisoires, temporaires. Chúng ta đang đáp một chuyến đi để đến một nơi chúng ta sẽ đến gọi là cõi về. Và cõi về là nơi chúng ta đi đến trong chuyến đi sau cùng của cuộc đời. Et nous sommes en train de prendre aussi un parcours ensemble et notre terminus c'est vraiment la maison de l'éternel. Moïse đã có một câu trả lời rất là dứt khoát. Ông viết lại trong Thánh Vịnh Thi Thiên 90 câu 1 như thế này. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Seigneur, d'une génération à une autre, tu es notre maison, tu es vraiment notre rocher. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Cái chữ từ đời này qua đời kia đó, cho chúng ta thật sự có một cái khái niệm rõ ràng về một cái địa chỉ vĩnh viễn không thay đổi nữa. Le mot de génération en génération prouve que c'est une adresse permanente, une adresse qui va pas changer. Tôi có cùng một địa chỉ với Moïse. J'ai aussi la même adresse que Moïse. Tất cả quý cụ, quý mạng chị em đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta có một cái trạm đến sau cùng, cái cõi về đó là chính Chúa. Et chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Christ, bien nous avons la même adresse finale. Cái thế hệ sau của Moïse là David. David nói là tôi sẽ ở cùng cái địa chỉ với ông Moïse đó, tổ phụ của chúng tôi đó. Ở tại đâu? Ở tại nhà của Đức Giê-hô-va. Voilà, et David, une autre génération, a la même adresse que Moïse. Dans Psaume 23:6, il dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des. À, phải có nhau. Phải không ạ? Chúa đã làm cái con đường bối rối. Ta sẽ đi sắm cái con một chỗ để ở. Chỗ đó là đâu cũng được, miễn là chúng mình có nhau. C'est en comprenant vraiment tous ces mots que nous savons que la vie est vraiment éphémère et qu'il n'y a rien qui nous retient. Et comme dans Jean 14:6, il est dit, voilà, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Eh bien, il faut vraiment être content parce que Dieu est avec nous et qu'il nous connaît. Không cần biết em là ai, có nghĩa rằng không cần biết em từ đâu đến. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es, d'où tu viens. Cái vấn đề quan trọng bây giờ là biết em đi đâu và có cho anh đi theo hay không. Le problème c'est que où vas-tu? Est-ce que tu m'emmènes avec? Biết mình từ đâu đến không quan trọng, biết mình sẽ đi đâu. Savoir où d'où on vient n'est pas aussi important que de savoir où on va. Tôi không hiểu quý vị từ đâu đến, nhưng mà mình đã gặp nhau ở đây đó. Chúng ta có trách nhiệm nhắc nhở cho nhau, khuyến khích nhau, cam kết với nhau rằng chúng ta sẽ về chung một chỗ. Je ne sais pas d'où vous venez, mais ce que je sais, c'est que nous allons ensemble au même endroit. Et nous avons la responsabilité de s'encourager mutuellement à y aller ensemble. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Cái chữ từ đời này qua đời kia, sự có một cái khái niệm rõ ràng về một cái địa chỉ vĩnh viễn không thay đổi nữa. Le mot de génération en génération prouve que c'est une adresse permanente, une adresse qui ne va pas changer. Tôi có cùng một địa chỉ với Moïse. J'ai aussi la même adresse que Moïse. Tất cả quý cụ, quý mạng chị em đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta có một cái trạm đến sau cùng, cái cõi về đó là chính Chúa. Et chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Christ, nous avons la même adresse finale. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Seigneur, d'une génération à une autre, tu es notre maison, tu es notre maison.